gì? Bên này là mình lót là không xong anh em ơi, đẹp quá rồi, lót á, lót mấy cái này nè, này, mấy miếng nhỏ tận dụng, nói lại nè, đó thấy không, không có tốn, nói lại. Tuyệt vời luôn. Thì bên mình nó nhận đó là phong luôn nhanh rồi đó, thằng thì liên hệ mình số điện thoại 035 88 00012 đó. Đây. Hoàn thiện là phong văn phòng lý hoặc là phòng vô mắt cực kỳ luôn, quạt không mát nữa.